Bộ phim bắt đầu vào năm 895 sau công nguyên, tại một vương quốc nhỏ tên Hrafnsey tọa lạc ở vùng phương Bắc lạnh lẽo xa xôi. Nơi đây đang trong bầu không khí náo nhiệt khi gia đình hoàng gia bao gồm nữ hoàng Gudrun và hoàng tử Amthor đang tự hào chờ đón đại đế Auvanjiu cùng quân đội của mình trở về sau một chiến thắng. Vua Auvanjiu mang về nhiều kho báu cùng chiến lợi phẩm, cùng một chiếc vòng cổ đặc biệt được hoàng đế nhặt sau khi gặt đầu của một hoàng tử đế chế khác. Ông ấy tặng chiếc vòng cổ cho hoàng tử Amthor như một món quà chiến thắng. Ngay sau đó, anh trai của vua Alvan, công tước Jonner đến để chúc mừng chiến thắng của họ. Vua Alvan chào đón anh trai mình bằng một ly rượu và nữ hoàng đã đưa cốc của cô ấy cho Jonner. Nhưng điều này khiến một quan chức bất mãn khi đưa chiếc cốc từng được nữ hoàng uống cho một người không phải nhà vua. Điều đó không thể chấp nhận được. Jonner cảm thấy bị xúc phạm và rất tức giận. Nhưng sau đó, đức vua đã giải thích rằng những điều nhỏ nhặt không nên phóng đại vì chúng có thể dẫn đến hiểu lầm, và bảo anh ấy đừng quá quan tâm ý kiến đó vì nó chỉ là một trò đùa. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Jonner giới thiệu con trai Thor của mình với mọi người, sau đó kêu gọi mọi người cùng chúc mừng đức vua. Vào đêm hôm đó, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, vua Alvan cho vợ xem vết thương sau chiến tranh của anh ấy. Điều này khiến nữ hoàng rất lo lắng, nhưng vua Alvan trấn an cô rằng anh ta sẽ không chết vì những vết thương này mà sẽ chết danh dự trên chiến trường. Vào đêm hôm sau, vua Alvan đưa Amthor tới thực hiện một nghi lễ đặc biệt để chuẩn bị cho việc kế vị. Họ đến một ngôi đền trong rừng vào ban đêm và nhảy giống như một con chó điên trước ngọn lửa. Họ uống thứ được gọi là nước thánh, một cái bát giống như một con chó. Nghi lễ này nhằm dạy cho một người biết ý nghĩa của sự sống và cái chết cùng danh dự khi chết trên chiến trường. Vua Alvan yêu cầu Amthor thề rằng anh ta sẽ làm tốt công việc của người kế vị, và nếu đức vua bị kẻ thù giết, anh ta phải không ngừng trả thù cho đến khi lưỡi gươm nhuốm máu của hắn. Sau đó, đại đế yêu cầu con trai của mình chọc tay vào vết thương. Bằng cách đó, cậu nhóc có thể nhìn thấy cây đế vương, nơi trú ngụ của các đời vua khác. Vào buổi sáng sau nghi lễ đặc biệt, vua Alvan và hoàng tử Amthor rời ngôi đền linh thiêng để quay trở lại cung điện hoàng gia. Nhưng ngay sau khi rời khỏi, vua Alvan bất ngờ bị bắn tên và bị bao vây bởi một nhóm binh lính đông đảo. Ông yêu cầu Amthor chạy trốn trong khi cố gắng chiến đấu, thoát khỏi những kẻ tấn công. Amthor trốn sau một tảng đá lớn và quan sát cuộc chiến từ xa. Anh ta bị sốc khi thấy thủ lĩnh của nhóm binh lính đó là Jonner, chú của anh ta. Jonner muốn chiếm lấy ngai vàng từ tay vua Alvan. Jonner đã ra lệnh cho binh lính của mình đuổi theo Amthor rồi giết anh ta để đảm bảo vị trí tân vương của Hrafnsey. Một người lính đã bắt được Amthor nhưng Amthor đã chống trả và trốn thoát thành công. Khi Amthor quay trở lại cung điện hoàng gia, để đảm bảo an toàn, anh ấy đã trùm lên mình một tấm vải đỏ. Từ xa, Amthor sợ hãi khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắt và đang gào thét. Anh quyết định trốn ra biển trên một chiếc thuyền nhỏ. Khi đang chèo thuyền, Amthor quyết tâm thề rằng anh ta sẽ trả thù cho cha, cứu người mẹ và giết chết kẻ phản bội Jonner. Vài năm sau, Amthor đã trưởng thành một chàng trai mạnh mẽ và sống cùng người Viking ở Nga. Người Viking đã tìm thấy và nuôi dạy anh trở thành một trong những chiến binh của họ. Amthor vẫn nhớ đến sự phản bội của Jonner và quyết tâm trả thù cho cái chết của cha mình. Vào buổi tối, những người Viking đang thực hiện một nghi lễ khiêu vũ đặc biệt trong một vòng tròn quanh ngọn lửa. Họ gào rú như những con sói hoang hung dữ trước lúc họ chiến một trận đấu. Vào sáng hôm sau, vài người Viking lẻn vào biên giới khu vực mục tiêu. Amthor dẫn đầu cuộc tấn công này sau khi anh ta ném một ngọn giáo vào một tên lính trên tường thành. Nhóm người Viking cởi hết tấm da sói và bắt đầu cuộc tấn công. Trận chiến giữa người Viking và binh lính địa phương diễn ra khốc liệt bằng sự khủng bố và sức mạnh kinh người. Người Viking đã nhanh chóng giành chiến thắng và nắm quyền kiểm soát khu vực. Chúng rất tàn nhẫn khi biến phụ nữ và đàn ông trưởng thành thành nô lệ, giết người già và thiêu sống lũ trẻ. Sau đó, thủ lĩnh người Viking ca ngợi kỹ năng chiến đấu của Amthor và nói rằng ông đã nhìn đúng người. Trong khi những người Viking ăn mừng, Amthor đã đến gặp một phù thủy trong một ngôi đền. Bà ta nhắc nhở anh ta về nghĩa vụ trả thù cho cha mình, vua Alvan. Bà ta bảo Amthor đi thuyền đến một hòn đảo ở khu vực phía bắc, nơi anh sẽ nhìn thấy một hồ nước đang chảy trên đỉnh núi đen. Amthor được định sẵn phải giết kẻ phản bội đã giết cha anh. Ở đó, một con cáo đen sẽ giúp anh tìm thanh kiếm thiêng có thể giết kẻ phản bội. Phù thủy cảnh báo rằng một khi cuộc trả thù của anh ta hoàn tất, hành trình của Amthor sẽ kết thúc và một cô gái sẽ tiếp nối di sản của anh. Vào ngày hôm sau, trong khi Amthor và những người Viking đang ở chợ nô lệ, anh ta nghe được từ một đồng nghiệp rằng vua Jonner đã bị vua Harald của Naui đánh bại, và gia đình ông ta đã trốn đến một hòn đảo ở Iceland làm nghề chăn cừu. Và hôm nay một số tù nhân ở chợ nô lệ sẽ được gửi đến đó để làm việc. Amthor sau khi nghe tin này đã cắt tóc và cải trang thành một nô lệ để thâm nhập vào một con tàu đi đến Iceland. Vào tối hôm đó, một nữ nô lệ tên là Olga, người có thể đọc bùa chú, đã phát hiện ra sự ngụy trang của Amthor và nhận ra anh ta dường như có kế hoạch bí mật nào đó. Khi nhóm nô lệ đến Iceland, họ phải đi bộ hàng giờ leo núi. Trên đường đi, Olga hỏi tại sao anh lại đến. Amthor nói với cô rằng anh đang tìm kẻ phản bội đã giết cha mình. Trở về nông trại, nơi Jonner và con trai thứ hai Gunnar đang làm việc và chờ đợi những nô lệ mới đến làm việc tại trang trại của mình, Amthor đã cố gắng thu hút sự chú ý của Jonner để anh ấy được chọn ở lại làm việc, con trai cả của Jonner. Thor muốn từ chối Amthor nhưng anh đã thể hiện ra sức mạnh của mình bằng cách đánh gục tên nô lệ bên cạnh. Anh cuối cùng cũng được nhận và sử dụng cái tên giả Bayer. Jonner cũng chọn Olga và những nô lệ khác để làm việc tại trang trại của anh ta. Vào buổi tối, anh ta bí mật lẻn vào nhà kho để kiếm vũ khí. nhưng anh ta đã thay đổi ý định khi nhìn thấy con cáo đen mà phù thủy đã đề cập đến. Nó chính là manh mối để tìm ra thanh kiếm đặc biệt có thể giết chết Jonner. Vào ngày hôm sau, những nô lệ khác làm việc trong trang trại. Họ xây dựng hàng rào gỗ và vận chuyển đá. Trong thời gian này, Amthor đã cố gắng tìm nơi ở của mẹ mình. Khi tìm được, anh thấy bà ấy đang cắt tóc Jonner. Tuy nhiên bà ấy không nhận ra anh nên đã ra lệnh cho người hầu đóng cửa lại khi anh ta đang nghỉ ngơi. Olga đến gặp anh ta và hỏi rằng anh ta đã tìm thấy kẻ phản bội mà anh ta đang tìm kiếm chưa. Cô ấy cũng mong rằng anh sẽ bảo vệ cô dù xảy ra chuyện gì. Trước khi anh kịp trả lời, lính GR đã kéo cô đi và bảo cô quay lại làm việc. Vào tối hôm đó, Amthor lẻn ra khỏi trang trại đi theo cáo đen để tìm thanh kiếm cổ. Con cáo đã dẫn Amthor đến một hang động ẩn trong núi, nơi tế tư đang ngồi trước đống lửa. Ông ta biết anh là ai và cái chết của vua cha anh. Amthor nhanh chóng hỏi tìm thanh kiếm cổ ở đâu. Ông già giải thích rằng thanh kiếm được một người thợ rèn độc ác làm từ sắt hiếm không thể phá hủy và được bảo hộ bởi một chiến binh hùng mạnh. Tên thanh kiếm là Draugr. Nó có sắc bén như móng vuốt loài rồng và chỉ có thể giết ai đó vào ban đêm tại cổng địa ngục đen. Tiếp theo, Amthor tiến vào cái hang. Bên trong đó anh ta tìm thấy thi thể của một hiệp sĩ ngồi trên ngai vàng. Tay anh ta đang nắm chặt canh giữ thanh kiếm Draugr. Khi Amthor cố gắng lấy thanh kiếm, xác của hiệp sĩ bỗng đứng dậy và tấn công anh ta. Họ chiến đấu quyết liệt. Rồi cuối cùng Amthor đã đánh bại hiệp sĩ và lấy thanh kiếm. Amthor lén trở lại doanh trại. Sáng hôm sau, Amthor kể với Olga rằng anh đã tìm thấy thanh kiếm cổ mà anh cần. Anh bắt đầu lên kế hoạch giết Jonner và giải thoát cho mẹ anh cùng em trai Gunnar. Vào buổi chiều, Thor đề nghị Amthor tham gia cùng đội của anh trong trận đấu bóng giữa gia đình GR và hàng xóm của họ do họ thiếu người chơi. Lúc đầu trận đấu diễn ra bình thường nhưng ở hiệp thứ hai, đối thủ bắt đầu tấn công dã man các thành viên trong gia đình Jonner bằng vũ khí gỗ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi con trai thứ của Jonner chạy vào đấu trường để lấy quả bóng mà đối thủ chuẩn bị ném vào khung thành. Gunnar suýt bị đối thủ giáng một nện bể sọ nhưng Amthor đã nhanh chóng chạy đến bảo vệ cậu nhóc và nện cho đối thủ một trận. Nhờ hành động đó, Amthor được phong làm quản đốc để giám sát các nô lệ. Thor thậm chí còn cho phép Amthor hẹn hò với Olga như một phần thưởng. Đêm hôm đó hai người họ đã có một trận mây mưa đầy cao trào. Vào ngày hôm sau, Amthor bắt đầu nhiệm vụ giám thị của mình nhưng vẫn tiếp tục giúp đỡ những nô lệ khác làm công việc của họ. Vào lúc nửa đêm, Amthor đã bí mật ám sát một số binh sĩ của Thor bằng thanh kiếm cổ và đính xác của chúng lên tường nhà. Buổi sáng hôm sau, khi Thor nhìn thấy những gì đã xảy ra, anh ấy rất tức giận và hét lên giận dữ. Anh đổ lỗi cho những tên nô lệ và thề rằng sẽ khiến thủ phạm trả giá. Sau khi kiểm tra vết thương trên cơ thể, bà phù thủy nói rằng những vết thương không phải do con người gây ra, mà do những thứ dơ bẩn muốn làm hại họ. Và bà ấy sẽ thực hiện một nghi lễ đặc biệt để xua đuổi các linh hồn và yêu cầu Jonner chuẩn bị một người phụ nữ làm vật hiến tế. Vào buổi tối, Jonner và những người khác trói một nữ nô lệ để chuẩn bị bắt đầu nghi lễ ma thuật. Trong khi buổi lễ đang diễn ra, họ đột nhiên nghe thấy tiếng hú từ mọi hướng. Những con chó đang bị kích động bởi tiếng gầm của Amthor. Sau đó, con chó của Jonner nhào đến tấn công ông ta, buộc ông phải giết nó. Sau đó ông ta cùng những tên lính khác ra ngoài để kiểm tra thì thấy mọi thứ đang hỗn loạn. Nữ nô lệ được giải cứu và trốn thoát. Jonner cùng Thor đi đến căn lều nơi mụ phù thủy đang thực hiện các nghi lễ thì phát hiện mụ phù thủy đã bị giết chết rồi treo ngược lên. Gia đình Jonner đã cho rằng những sự kiện kỳ lạ này là do linh hồn ma quỷ gây ra mà không biết rằng vị hoàng tử năm xưa Amthor đã giết mụ phù thủy. Vào ngày hôm sau, Jonner tập hợp tất cả nô lệ và yêu cầu họ canh gác lều của mình. Khi đang chuẩn bị bữa tối, Olga đã bỏ nấm độc vào thức ăn khiến một tên lính đột nhiên hành động như thể anh ta bị ma ám, sau đó tự đâm mình. Điều tương tự cũng xảy ra với những người lính khác, gây ra sự hỗn loạn trong trang trại. Amthor lợi dụng sự hỗn loạn để lẻn vào phòng của Gudrun. Anh nói với cô rằng anh là con trai cô, người đã trốn thoát nhiều năm trước, và bây giờ anh quay lại để giết kẻ đã phản bội cha anh Jonner. Amthor cũng nói rằng anh sẽ giải thoát cho cô và Gunnar, nhưng bà ấy tiết lộ rằng Jonner không hề bắt cóc cô yêu anh ta thật lòng. Trước đây cô chỉ qua bị bán cho đức vua Alvan và bà không hề yêu ông ấy. Amthor càng tức giận hơn khi mẹ của anh thú nhận rằng bà đã yêu cầu Jonner giết Alvan để họ có thể ở bên nhau. Amlet kinh hoàng trước bản tính tàn nhẫn của mẹ mình. Anh ta đã đẩy bà ra khi bà cố hôn anh ta và cảm thấy niềm tin của anh ta bị phản bội. Amthor bỏ lại bà mẹ và rời đi giết Thor khi hắn ta đang ngủ. Sau đó, Amthor đến gặp Olga và tuyên bố mẹ anh ta là kẻ phản bội và anh sẽ khiến bà ta cùng người bà ấy yêu phải xuống địa ngục đền tội khi anh ta quay trở lại. Ngày hôm sau, Jonner đã khóc trước xác chết của Thor và nguyền rủa linh hồn tà ác đã lấy đi trái tim của con trai anh. Gudrun nói rằng đứa con thất lạc Amthor của cô đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Cô ấy đã xúi giục Jonner săn và giết Amthor trước khi anh ta trở nên mạnh hơn. Vì quá đau lòng nên Jonner quyết định hành quyết tất cả nô lệ mà anh ta đã mua để ngăn chặn bất kỳ sự phản bội nào nữa. Khi Olga sắp bị giết, Amthor đã xuất hiện và yêu cầu Jonner tha cho cô ấy nếu muốn lấy lại trái tim của con trai. Jonner ra lệnh cho binh lính vây bắt và giết Amthor. Olga đã tranh thủ lúc này chạy trốn thật xa. Sau một lúc vật lộn, Amthor đã thất bại và bị đưa đến trước mặt Jonner để trả thù cho con trai. Ông ta đã tra tấn Amthor, cho đến khi thân thể anh chằng chịt vết thương và máu. Sau đó ông ta lệnh cho binh lính treo Amthor bằng dây xích sắt và bỏ mặc anh ấy trong nhà kho. Vào buổi tối, các phù thủy đã thực hiện nghi lễ tưởng nhớ Thor. Tiếp theo đó là nghi thức tuyên bố Gunnar là người thừa kế duy nhất. Sau nghi lễ, Jonner đi đến nhà kho để kiểm tra, nhưng Amthor đã biến mất và chỉ còn những con quạ đen. Một nữ chiến binh đã giải cứu Amthor và đưa anh ta đến một nơi an toàn gần Valhalla. Vào sáng hôm sau, Amthor tỉnh dậy và thấy rằng Olga đã cứu anh ta. Sau khi anh bình phục, họ quyết định rời Iceland và đi đến một hòn đảo tên là An để thành lập vương quốc của riêng mình. Trong chuyến hành trình, nhờ vào năng lực cảm ứng cây đế vương mà khi hôn vào vết thương trên cổ của Olga, Amthor nhận ra rằng cô đang mang thai đứa con của anh ta. Cô ấy giải thích rằng cô muốn giấu chuyện này vì để đứa bé có thể an toàn trước móng vuốt của Jonner. Sau khi suy nghĩ, Amthor quyết định quay lại Iceland để giết Jonner vì những đứa con của mình cũng như để trả thù cho người cha đã mất. Amthor nhờ thuyền trưởng đưa Olga an toàn đến An. Khi Amlet quay lại khu trại, anh ta đã giết tất cả binh lính và tới thẳng đến phòng của Jonner. Nơi đây anh đã giết bà mẹ hai mặt của mình và sau đó là thằng nhóc Gunnar khi nó cố tấn công anh. Jonner tới muộn và đành ngậm ngùi mang xác của hai người rời đi. Amthor không tấn công ngay mà hẹn quyết đấu tại cánh cổng địa ngục dưới chân ngọn núi đen. Sau đó Amthor cũng giải thoát những nô lệ còn lại và cùng họ thiêu cháy ngôi làng. Vào hoàng hôn ngày hôm sau, Amthor đến cánh cổng địa ngục đen thì thấy thi thể của mẹ mình cùng con trai của bà ta được đặt ở bên đường. Trời lúc đó cũng trở nên tối hơn và trận chiến cuối cùng bắt đầu. Sau một hồi vật lộn giao chiến với nhau như những chiến binh thực thụ, Amthor đã cắt được bay đầu của Jonner như lời tiên tri. Tuy nhiên anh cũng bị đâm ngay tim và ngã xuống. Cuối cùng chàng hoàng tử năm xưa của chúng ta đã hoàn thành tâm nguyện trả thù của mình. Và đến đây cũng đã kết thúc bộ phim hôm nay. Nếu các bạn thấy bộ phim này hay, hãy để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hầu Vương Review nhé.